Nam em thừa nhận thần kinh bất ổn, chồng sắp cưới lên tiếng. Sau những ồn ào, nam em quyết định di chuyển lên Đà Lạt sinh sống. Dù đã hai lần bị phạt hành chính vì hành vi livestream không đúng quy định nhưng hiện tại, nam em vẫn tiếp tục livestream. Tuy nhiên, nội dung livestream cũng chỉ là giao lưu đơn thuần với khán giả và chưa có biểu hiện gì bất thường như trước. Hiện nay sức khỏe nam em là điều mà khán giả đang đặc biệt quan tâm. Cư dân mạng đồng loạt có cùng câu hỏi ánh mắt của nam em dạo này lạ lẫm quá. Thậm chí trong livestream mới đây của nam em, cô còn trợn mắt nhìn thẳng vào camera chơi trò Cúc Hà cùng người đang xem. Biểu hiện này của người đẹp lại khiến fan tỏ ra lo lắng vì trông khá dị hợm. Trên livestream, người đẹp quê Tiền Giang cho biết cô đã hết tiền nên chồng sắp cưới là người trụ cột gia đình. Cả hai tập trung kinh doanh để kiếm tiền trở lại. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long nói cô không thể chia tay bạn trai vì anh đối xử với cô quá tốt, là một người chồng lý tưởng cùng cô vượt qua mọi sóng gió. Trong thời gian gần đây, Cư dân mạng cũng nghi ngờ Nam em bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi chuyển lên Đà Lạt sống sau biến cố. Chính bản thân người đẹp cũng thừa nhận trên livestream rằng, nãy giờ em cười vô trí quá. Có khi nào thần kinh em không ổn định thiệt không? Vậy là em không bình thường hả? Nhiều khi em thấy em khó hiểu quá. Sao anh yêu một đứa khủng vậy? Anh thích cái khủng của em hả? Tự nhiên nửa đêm ngồi dậy khóc, dạo này thần kinh rung rinh dữ lắm. Trước ý kiến của cư dân mạng hướng về Nam em, trong sắp cưới của Nam em Ông Bùi Hữu Cường lên tiếng. Ông Cường nói rằng nam em là người sống theo cảm xúc nên dễ bị kích động. Còn việc cô nàng bị thần kinh là không có, vì chồng sắp cưới luôn bên cạnh cô 24 trên 7 và có cảm nhận về nam em hoàn toàn bình thường. Nhiều người hâm mộ hy vọng nam em sẽ tập trung cho công việc, không đưa ra những phát ngôn, quan điểm dễ gây tranh cãi trong thời gian tới. Thời gian vừa qua, nam em liên tục vướng những bê bối vì phát ngôn trên mạng xã hội. Người đẹp hai lần bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời lên làm việc và xử phạt tổng cộng 47,5 triệu đồng. Đám cưới Titi, cô dâu chú rể hôn cực ngọt, dàn sao về bis đổ bộ chúc mừng. Sau hôn lễ đậm chất miền Tây ở quê nhà Cần Thơ, tối 23 tháng 4, Titi và vợ là DJ Nhung Babi tiếp tục tổ chức tiệc cưới đãi khách mời ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của cặp đôi được diễn ra tại trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng, không gian tiệc cưới lấy màu trắng làm chủ đạo. Ở khu vực đón khách, Titi và vợ trang trí tràn ngập hoa tươi trông vô cùng lãng mạn. Lộ diện trong ngày trọng đại, Titi mặc bộ siêu màu đen lịch lãm. Trong khi đó bà xã nam ca sĩ khoác lên mình thiết kế váy cưới trắng lộng lẫy, khoe nhan sắc ngọt ngào và đẹp đôi bên chú rể. Cả hai nắm tay nhau, tươi cười rạng rỡ chụp ảnh cùng quan khách hiện diện trong ngày đặc biệt. Ngoài gia đình, người thân của đôi tân lang tân nương thì bạn bè và đồng nghiệp là những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã đổ bộ đến tiệc cưới. Theo đó, các cựu thành viên của nhóm HKT là Lý Tuấn Kiệt, Hồ Gia Hùng cùng dàn sao khác như Tiến Luật, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Vĩ Dạ, Nhật Tinh Anh, Mạc Văn Khoa, Hùng Thuận đã dành thời gian có mặt để gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Titi. Trước đó, trong hôn lễ tại Cần Thơ hôm 20 tháng 4, Titi gây chú ý khi di chuyển bằng xe Rolls Royce sang xịn, giá tầm chục tỷ đi đón vợ. Cặp đôi cũng nhận được nhiều xính lễ khủng từ phía hai gia đình. Cụ thể, phía gia đình Titi mang ba cây vàng 9999, 10.000 đô la Mỹ, khoảng 254 triệu đồng. Một bộ trang sức hột xoàn bao gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay và một cặp nhẫn hột xoàn, một cặp nhẫn cưới đến hỏi vợ. Trong khi đó, gia đình đi dây nhung Barbie cũng không phải dạng vừa khi tặng quà hồi môn là hai quyển sổ đỏ, 10.000 đô la Mỹ cùng 200 triệu tiền mặt. Như vậy, quà cưới từ hai nhà tặng cho cô dâu chú rể lên đến cả tỷ đồng cùng nhiều trang sức đắt đỏ khác. Nhung Barbie có khá nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Nhung Barbie bắt đầu công việc đi từ năm 2015, sau đó cô chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm. Titi và Nhung Barbie đã có 3 năm yêu nhau trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Titi được biết đến là cựu trưởng nhóm HKT, nổi tiếng với loạt ca khúc như Nàng Kiều Lỡ Bước, Mặt Trái Của Sự Thật. Sau khi nhóm tan rã, anh có thời gian dài hoạt động solo, sau này chuyển hướng sang kinh doanh. Titi từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và có nhóc tỷ đầu lòng 9 tuổi. Hiện tại, con trai Titi sinh sống cùng mẹ ruột ở Hà Nội, nam ca sĩ vẫn thường xuyên đến thăm và đưa bé đi chơi. Sau loạt nghi vấn dạn nứt, Ngọc Trinh hủy theo dõi vũ khắc tiệp, tình bạn hai thập kỷ đã toang. Trong showbiz Việt, có những sao Việt gắn bó từ lúc mới vào nghề đến khi có danh tiếng, thế nhưng cuối cùng lại bị soi dấu hiệu đã dạn nứt. Và vũ khắc tiệp Ngọc Trinh cũng không ngoại lệ, cả hai đã có gần 20 năm như hình với bóng nhưng gần đây lộ nhiều chi tiết nghi vấn đã nghỉ chơi. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc sau khi hưởng án treo một năm, Ngọc Trinh gặp gỡ hầu hết những người bạn thân nhưng lại không có bất kỳ buổi tụ họp nào với chi kỷ Vũ Khắc Tiệp. Mới đây nhất, Thánh Soi phát hiện Ngọc Trinh đã chính thức hủy theo dõi Vũ Khắc Tiệp trên trang Instagram gần 6 triệu người theo dõi. Không chỉ trên Instagram, người đẹp gốc Trà Vinh cũng hủy theo dõi Vũ Khắc Tiệp trên TikTok cá nhân, trong khi các thành viên trong hội bạn thân như nhà thiết kế Đỗ Long, Quỳnh Thư vẫn còn. Tuy nhiên, Hiện Ngọc Trinh vẫn xuất hiện trong danh sách những người được ông bầu theo dõi trên các nền tảng này. Trước đó, nữ hoàng nội y và Vũ Khắc Tiệp thường xuyên phối hợp quay clip Du Chen, gắn thẻ, tương tác nhiệt tình với nhau trên các nền tảng mạng xã hội nhưng vài tháng gần đây thì đàn gái không hề đả động đến người anh thân thiết. Động thái này của nữ hoàng nội y khiến cư dân mạng càng có cơ sở cho rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Thời gian Ngọc Trinh bị tạm giam, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Vũ Khắc Tiệp bán biệt thự để giúp đỡ người bạn thân thiết. Tuy nhiên khi đó Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng phủ nhận, anh cho biết thông tin này mang tính bịa đặt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Ông Bầu khẳng định không có bất kỳ chia sẻ gì liên quan đến việc Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi được hưởng án treo một năm, hai năm thử thách vì tội gây rối trật tự công cộng thì Ngọc Trinh dần bắt nhịp lại với cuộc sống. Tuy nhiên, suốt từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, Ngọc Trinh không hề công khai bức ảnh chung nào bên Vũ Khắc Tiệp. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, bởi lẽ tình bạn của cả hai đã kéo dài gần hai thập kỷ, xem nhau như người nhà nên việc không gặp gỡ, hỏi thăm hay động viên đối phương là rất bất thường. Trong một livestream vào đầu tháng 3, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ lý do chưa gặp Ngọc Trinh, anh và Trinh chưa bao giờ giận nhau. Ngọc Trinh vẫn như thế thôi, chị Trinh vừa xảy ra một biến cố nên chị ít giao tiếp và ít xuất hiện thôi. Chị Trinh bây giờ đang ở nhà, đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế trong thời gian này Ngọc Trinh đang bắt đầu làm quen lại với công việc người mẫu ảnh, chăm chỉ đi làm từ thiện, gặp gỡ những người bạn thân để tâm sự, trải lòng chứ không phải ít giao tiếp và ít xuất hiện như lời ông bầu nói. Cuối tháng 3 năm 2024, Ngọc Trinh ăn uống bên hội bạn và chia sẻ đầy ẩn ý, cách để bản thân luôn giữ được thái độ vui vẻ chính là tránh xa những người không cần thiết. Cuộc sống và thời gian đều có hạn mà thôi, cho nên bạn chỉ cần quan tâm, chú ý đến những người có cùng quan điểm sống. Những người có chung chí hướng cũng như dành thời gian bên những người bạn thích, người có thể hiểu rõ về bạn mà thôi. Vũ Khắc Tiệp là người hỗ trợ, giúp đỡ Ngọc Trinh từng bước tiến vào showbiz khi cô 16 tuổi. Vào năm 2011, có thông tin Vũ Khắc Tiệp và nữ hoàng nội y hẹn hò một năm rồi chia tay. Nhưng đến vài năm sau cả hai phủ nhận cho biết chưa từng phát ngôn về chuyện yêu đương, chỉ xem nhau như anh em. Vào năm 2017, Ngọc Trinh từng gây xôn xao vì hủy kết bạn với Vũ Khắc Tiệp, nguyên nhân là do cả hai bất đồng. Tuy nhiên, sau đó một thời gian thì Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh nối lại tình xưa tiếp tục làm bạn, thậm chí mối quan hệ giữa họ còn thân hơn trước kia. Những lúc Vũ Khắc Tiệp gặp Thị Phi, Ngọc Trinh thường ít khi ra mặt bởi cô từng chia sẻ quan điểm. Trinh không phải là một người thích lên mạng đôi co, khi bạn thân, chi kỷ gặp vấn đề gì thì Trinh sẽ luôn ở bên cạnh họ. Nếu như người đó cần Trinh ra mặt để đối chất, bênh vực trên mạng xã hội thì ok thôi, với điều kiện chuyện đó đúng. Còn nếu mày sai thì mày tự chịu, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân là gì? là ở bên cạnh mày cho mày bớt cô đơn, cho mày biết luôn có người ở đây, cho mày không làm bệnh. vậy là đủ. Trinh không phải kiểu bạn mù quáng, sai hay đúng cũng lên mạng bênh. không được, tính mình rất là đàn ông. khẳng định luôn là Vũ Khắc Tiệp ơi cái đó anh sai thiệt và em không bênh anh được rồi. lần hiếm hoi Ngọc Trinh công khai lên tiếng là khi Vũ Khắc Tiệp bị dân mạng ném đá vì cho rằng gà cưng sẽ vượt sơn tùng MTP về số người theo dõi trên Instagram. khi đó. Cô thổ lộ, Trinh chỉ cần các bạn yêu mến con người thật của Trinh mà ở lại, chứ không phải bởi tài năng, bởi Trinh không có. Anh Tiệp là bạn của Trinh nên luôn ủng hộ Trinh. Đó là lẽ đương nhiên, và anh Tiệp cũng chẳng đụng chạm gì đến ai hết. Top mấy Trinh cũng vui vì sự yêu mến của các bạn dành cho Trinh. Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2021, Vũ Khắc Tiệp nói về tình bạn với Ngọc Trinh, điều tôi mong muốn đó là tôi và Ngọc Trinh vẫn giữ được một tình bạn đẹp và luôn bên cạnh nhau thế này. Những lần đi chơi chúng tôi luôn cẩn thận chọn đồ, hỏi xem hôm nay mặc gì. Tôi cũng tự hào rằng 17 năm chúng tôi vẫn luôn dành những cảm xúc hồi hộp khi đi chơi với nhau. Trước khi bị hủy theo dõi, Vũ Khắc Tiệp cũng từng nói, tôi và Ngọc Trinh hiện vẫn như ngày đầu và vẫn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất như 20 năm qua. Một năm, hai năm hay thậm chí 10 năm không gặp nhau thì tình cảm của anh em tôi không hề thay đổi.